Vấn đề chúng ta có SMA rồi. Chúng ta có các cái lệnh close order hay là new order, tức là chúng ta có điểm vào, cái quan trọng là hơn nhau ở điểm vào. Điểm vào đúng không ạ? Hơn nhau ở cái điểm vào. Điều đầu tiên là điểm vào, mà điểm vào thì Gary Fee chat thông qua Fibonacci. Đó. Thế nên là chúng ta sẽ an toàn. Sau đó điểm vào chúng ta sẽ có hai cái cách để triển khai, cách số 1 đó chính là cái cách mà triển khai thông qua khách thông thường, tức là smart trader. Smart Trader để đấu nối cái MT4 của chúng ta đấy vào Smart Trader và tự động nó active chúng ta chỉ việc mở lệnh và Smart Trader sẽ auto đóng. Trường hợp thứ hai chúng ta có thể xử lý bằng MT4 đúng không ạ? MT4 rất nhiều các đơn vị họ cũng có thể lấy MT4 này để họ, họ, họ giao dịch và họ trải nghiệm thông qua scalping rồi quản lý quỹ rất rất nhiều đúng không ạ? Đó, đấy là cái MT4 mà họ đã làm mở lệnh và đóng lệnh đó. Được kiểm chứng rất là nhiều đúng không ạ thế thì khi mà họ nhìn thấy được cái smart trader điểm vào rồi thì có rất nhiều người người ta quan tâm đúng không? người ta quan tâm đến cái sma này người ta quan tâm đến các tín hiệu này đúng không? Đó. thế thì khi mà họ hiểu được cái điều ấy rồi lập tức là họ sẽ áp dụng vào cái mt bốn này vậy thì cấu trúc của sma là cấp tín hiệu để đẩy vào fx cho chúng ta tin. Đúng không ạ? Thế thì nó là vàng thì chúng ta sẽ thấy nó là vàng, nếu nó là rác chúng ta sẽ thấy nó là rác. Vấn đề là chúng ta vận dụng như thế nào? Đó mới là cái quan trọng.